Xin chào các bạn, hôm nay mình đi ra tiệm bán thú cưng của Mỹ nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Con rắn nè. Chà, con rắn. Nhìn ghê chưa? Đó. Con này thì khoảng 59 đô các bạn. 59 đô khoảng hơn 1 triệu nha. Cái nào? Còn nào nữa? Đây, mấy rắn đỏ này các bạn. Con tới lấy đi, con tới lấy đi. Nằm ở đây cho mình quay được nè. Đó, nhìn ghê chưa? Thức dậy đi, thức dậy đi, rắn ơi. Rắn ơi, thức dậy đi. Không nuôi con gì nuôi chứ không dám nuôi rắn đâu các bạn ơi. Đây con rắn đỏ này. Ồ, nhìn ghê ha. Nuôi rầy lỡ xảy ra nó cắn cho thằng cái. Wow, ở trong kia có con rắn kìa các bạn theo. Bự chưa? Nằm ở trong đó. Mấy đứa nhỏ ở nhà đã có hai con chuột lang cái rồi, bây giờ tính đi ra ngoài này mua một con đực này các bạn, nhìn dễ thương chưa? Mà không biết con đực này người ta đã chích thuốc chưa ha? Nếu người ta chưa chích thuốc thì mình nuôi nó đẻ ok, còn chích thuốc rồi thì khỏi mua. Mắm mắt quay phim. Ok chắc mua rồi. Coi thỏ nè, thỏ ăn cám mà ngủ gục đó các bạn. Đó, về nhà Vinh Nguyễn Thị cho ăn rau ấy là hết ngủ gục liền, lanh lắm. Đó, người Mỹ người ta cho thỏ ăn cái loại cám này nè các bạn. Nhìn con thỏ nó không có lanh. Đó, ăn rồi cái ăn no rồi cái buồn ngủ. Đó. Đó, nhìn vậy rồi ai dám mua về hả? Lười biếng quá đi. Đó, 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 ngủ tiếp rồi, ngủ tiếp rồi. Rồi, thỏ này thì giống thỏ rừng quá các bạn. Nhìn lanh lẹ ha. Lành quá, y mấy con thỏ rừng gần nhà mình nè. Nhìn lanh hết sức luôn. Bây giờ mình mua mấy sợi dây này để mình đeo vô cho con chuột lang đó các bạn. Đó. Thì dây nhỏ nhỏ như vậy một sợi là từ 21 đô. Từ 15 đô cho đến 21 đô. Chú biết vì. Rồi mấy chỗ này là của chó mèo nè. Đó, kia có con chó ha. Quá chừng dây của chó. Hello. Hello. Chó bự quá hả? Hi. Hi. Các bạn ơi, ra chợ mà mình mở miệng ra mình hỏi nuôi con chuột lang này để cho đẻ nè, khi nó không bán các bạn, nó không có bán. Con chuột nhỏ này các bạn thấy không? Ở trong xa kia có con chuột này đang làm gì đó không biết. Cho lên chạy nè, đó exercise đó, chạy đi, chạy bộ đi. Chạy đi, chơi.
Actually, apparently I missed a page. So did Đổ hết rồi, đổ hết rồi. Ô má luôn mẹ, mất nét. Má luôn mất nét. Mất nét à? Má luôn mẹ, má luôn nè. Má như thơ khúc này vậy. Ô má thơ cái gì vậy? Ăn gì mà phá quá, hất hết trơn đồ ăn ra ngoài, còn vô trong cái tô ngồi kìa các bạn. Đó, hất hết làm gì vậy? Hất hết đồ ra ngoài rồi. Phá quá. Hất hết được cái gì nó không hở chẳng lòng. Nó chạy kìa, ú chà ú chà ú chà, cái tướng đi kìa, ú chà ú chà ú chà. My hamster. My little cám rồi, đồ cho thú vật nè. Mấy cái lồng này cho chim nó tới nó ăn nè. Cá nè, chỗ này bán cá nè các bạn. Sạch hết trơn rồi. Quá đẹp ha. Cá này cá vàng. $9.99 một con. Cá vàng, cá trắng. Đó. Cái này nữa. Cá đẹp nha các bạn. Đó, một hồ vậy $379. Mắc ha, nhìn cũng đẹp á chứ, bán nguyên dãy dài luôn nè. Wow, mấy con cá này bao nhiêu tiền vậy? Cá này bự mà rẻ hơn nè, $13.99 một con đó, bự chưa, dễ thương quá chừng. Trên này cá này $5.99, $12.99 nè. Wow, ở dưới này cá này rẻ nữa các bạn. Cá này có 16 cent một con thôi. Hả? Mấy ngàn đồng một con, mấy ngàn đồng tiền Việt Nam một con. 1.000 đồng. Cá gì đây?
cá đen thui nè các bạn. Cá này, cá này khoảng 60 ngàn một con, 60 ngàn từ Việt Nam. Đen thù lui. Còn có con nào lạ lạ nữa không? Hello. Mẹ đi nhỏ nhà mình đây. Đó. Đi nhỏ nhà mình đó. Chim, chim, chim ké. Kevin muốn không? Bay bay. Má, muốn đi bơi. Nó bay, nó bay. Con muốn không? Mua con ha. Hello. Hello. Lát nữa nhìn con này nè. Những con kìa lắc lố lắc lưỡi. Mấy con ra mới bắt không? Con này thì biết người ta bán bao nhiêu người ta không để giá các bạn. Đó, con kìa kìa. Nó tham nhìn cái gì đó. Nó tham nhìn mấy chục tin của má. Hello. 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 How are you? Hello. Chim két này các bạn. Hello, hello, hello. Đó, 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 đó. Bài trò đó, bài trò đó. Hello. Hello. Két lanh quá ha. Con này mới bỏ vô nè các bạn, nó đang sợ. Hello, hello. Mình két. Hello. Hello. Nhìn thấy ghét ha. Lên xuống cầu thang, lên xuống, ú chà, ú chà, ú chà. Thấy cưng không? Cưng hết sức nha. À, nhà của con cát ở này các bạn, đẹp không? Có đồ chơi, có cầu thang à, có đồ đu quay nữa nè. Có chung, chuông, chuông để rung nữa nè. Thấy thương không? Đó, 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 quậy không, quậy không? Nhìn cái tướng kìa. Tướng đi thấy ghét không? Làm gì á? Làm gì đó? Ú chà, ú chà. Xiết á, đang xiết á. Bạn thấy nhiều chim dễ thương chưa? Bò này các bạn ơi. Mắt tiền nè. Con rùa mắt không các bạn? Đó. 119 đô. Con rùa nó đang bò này các bạn ơi. Các bạn thích không? Hello đi, hello turtle. Forward. Nó biết chạy vô. Đó, con này thì mình nuôi ở ngoài cũng giống như con thỏ đó các bạn. Đứa con gái mình đời lấy về một hai con. Ý, con màu đen ở trong kia thì nó bị bệnh rồi. Mình lấy con màu nâu trong này nè. Đó, núp đây ha. Hai con màu nâu hết. Người ta bây giờ chuẩn bị cái thùng bắt cho mình đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời ơi, tính tiền xong rồi đó. Mua được hai con Golden Fit. Coi coi. Nặng á, nặng đưa cho em cầm vậy. Đó, vâng, làm gì con? Rồi, đã xong rồi đó ha, mua được hai con Golden Fit nuôi giống như thỏ vậy các bạn. Cho ăn cỏ cũng được. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.